Theo hướng dẫn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, các trường hợp thí sinh bị bệnh trước và trong khi diễn ra kỳ thi đều có thể được xét đặt cách tốt nghiệp. Cụ thể, thí sinh bị tai nạn, bị bệnh hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước thời điểm thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên không thể dự thi có thể được xem xét đặt cách tốt nghiệp trung học phổ thông. Điều kiện là phải xếp loại về học lực và hành kiểm cả năm lớp 12 đạt từ khá trở lên. Thông tư số 15 năm 2022 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông có hiệu lực từ ngày 21 tháng 5 năm 2022. Trong đó, trường hợp chủ phương tiện tổ chức cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không cư trú, đóng trụ sở tại địa bàn cấp huyện nơi cơ quan công an đã phát hiện vi phạm hành chính có thể chuyển kết quả thu thập được bằng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ về nơi cư trú của người vi phạm để xử lý.